Rồi, hello. Thì hôm nay Lung Nghiệp xin chào toàn thể các anh em. Thì để đến với cái video của ngày hôm nay thì mình quay cho các anh em xem thì hôm nay có cái đơn hàng của chị khách ở trong Đồng Nai. Thì chị tên là Mai. Đấy. Thì chị cũng có nhờ mình lấy một vài cái sản phẩm để về chị dùng chị re cho ghe cho chó của nhà mình. Thì ở đây là gồm có một chai sữa tắm cho chó này. Đây một chai sữa tắm hàng chị re rất tốt. Đấy. Chỉ dành riêng cho thú cưng thôi. Thế còn thêm một cái nữa đây là thuốc muỗi để coi như là về mình có thể là tẩy bơm xung quanh vừa trị được muỗi vừa thứ hai là re nó bấu riếc ở trên tường. Thì cái thằng này nó rất chi là tốt. Còn cái thứ ba đây là cái thằng Hanmetin 25% đây này của chị tẩy nội ngoại ký sinh trùng ấy. Đấy diệt được re và diệt được cả nấm giun sán rồi coi như là ghẻ cũng được luôn. Thì trước hết là cũng xin cảm ơn đến chị đã tin tưởng và đặt nhờ mình lấy cho. Thì mình cũng xin chúc cho chị coi như là và gia đình luôn luôn có được một cái sức khỏe. Thế còn ở đây thì nhân tiện là qua đây thì mình cũng xin nói luôn với các anh em là có rất nhiều các anh em là bảo là chó của nhà mình nó hay bị ghẻ đi ghẻ lại mà chữa mãi điều trị mãi nó cũng không khỏi. Thế thì làm thế nào để cho nó không bị? Thế nhưng mà mình hỏi ra thì là anh em là nguyên nhân là do anh em cứ hay tắm bằng cái xà bông xà phòng của người ấy hay là gọi là cái nước bột giặt ấy. Anh em cứ hay tắm cho nó rồi anh em không xả sạch nó đi thì dẫn đến là con chó nó hay bị ghẻ, nó chỉ vài bữa là nó sẽ bị ghẻ thôi. Cho nên là anh em mình khuyên với các anh em là nếu có một là anh em tắm nước lá cây cho chó thì tắm, hai là không đấy là anh em không có điều kiện thì anh em tắm bằng nước lá cây, còn nếu anh em có điều kiện anh em lên lấy như là sữa tắm này anh em về anh em pha anh em tắm cho nó. Thì bây giờ nó có rất nhiều loại sữa tắm, một là sữa tắm khô, hai là sữa tắm ướt. Thì đây là sữa tắm ướt nhá anh em. Đấy. Thì anh em dùng những cái loại sữa tắm này thì đảm bảo chó nó sẽ không bị coi như là ghẻ củng gì đâu mà nó rất thơm tho. Thơm cực luôn đấy. Cho nên là anh em mình khuyên là anh em nên làm như thế. Còn nếu không thì anh em có thể là cho chó đi bơi xuống sông xuống riếc ấy thì anh em tắm thì anh em phải xả nó thật sạch đi. Thì nó sẽ không bị ghẻ. Chứ anh em đừng có lấy cái xà phòng riếc của nhà mình mà anh em tắm thì nó rất hay bị ghẻ. Anh em cứ điều trị khỏi xong nó lại bị. Cho nên là nó rất mất công mất việc. Thế rồi hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu cái video đến đây là kết thúc. Thì cũng xin chúc cho toàn thể các anh em coi như là luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và có được cái sức khỏe. Thế còn anh em nào thấy hay thì cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho nông nghiệp mình. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.